tu hạnh Đầu Đà như sư Thích Minh Tuệ ở những quốc gia Phật giáo nhiều lắm, thật sự hành đó gì à, thực hành đúng không anh? Còn Việt Nam mình thì hiếm nên dân chúng ngưỡng mộ vậy. Không phải dân chúng ngưỡng mộ gì hiếm, mà nó đang có cái drama mày không hiểu hả? Hai chữ cúng dường đúng không, hai chữ cúng dường nó đẩy cái này lên là cao trào thế thôi. Người ta nhìn qua hai hình ảnh khác nhau, một hình ảnh nhà lớn xe sang xe dữ, nói chuyện trên đầu trên cổ chân lý cuộc đời các kiểu đồ, đối lập là một người xưng con nhẹ nhàng khiêm tốn, khổ ải trần gian không mang lại cái gì, chỉ mang lại đôi chân trần trên đường nhựa nóng 30 mấy 40 độ. Cái đó đó nó mới đẩy lên cao trào, hiểu không? Chứ còn không phải là cái chuyện danh đó kia. Đi Nhật 4 5 năm dư tầm 1 tới 2 tuổi rồi về Việt Nam xây nhà cho bố mẹ, rảnh thiệt á. Cái đó không có đúng đâu. Tiền phải để ra tiền mà xây cái nhà xong rồi lấy gì ăn? Trời ơi, cái tư duy đó không sao khác. 30 triệu ở Việt Nam có nên đi Úc 80 triệu không anh? Đi mấy năm? Thấy 80 nhiều cũng 30 rồi đó. Với đi qua bển một gà đạt một sàng khôn nữa. Không, cái kèo này nghĩ người ta chọn đi nhiều chứ. Thì có 50 với 30 người, cái người người ta người người ta người ta muốn gọi là vươn ra biển lớn người ta cũng đi luôn rồi, chứ đừng nói mày 30 với 80. Anh nói nè, đi có nhiều người ta chửi, ở cái thằng ngu mày bán đất đi du học chi vậy? Không không, nói vậy không đúng nha. Nói như vậy hở nhiều cái lắm. Nó bán cục đất nó nhiều, cứ cho là 2 tỷ bạc đi. Nó đi qua bển nó du học 4 năm, miễn nhà đừng xin tiền nhà nó được là lời cha đó rồi còn gì nữa. Cái tiền đi du lịch 4 năm bên đó, nó gọi là ngồi ngồi một chỗ mà tính khôn của người ta. Không, mấy em hiểu là tại sao nó bỏ tiền ra nó leo tường té gãy giò nó chứ bộ giỡn hả? Ví dụ cho mày tiền mày leo không, chắc gì dám leo đúng không? Nhưng mà tại sao người ta làm chuyện đó? Anh Duy cho hỏi nguồn tí, tương lai xe điện có thể thay thế xe xăng không anh? No, anh nói rồi, lời nguyền xe điện mà nó bị kề nghịch lý nhiều cái lắm. Trung Quốc đang bị dính vô cái bẫy lời nguyền xe điện, mà xe điện bây giờ là ông Tesla cũng cũng khó thở luôn rồi. Tương lai là xe chạy hơi nước là xe hybrid đó em. Sorry, xe hydro, tương lai là sẽ là xe đó. Và xe hybrid của Toyota, coi thường Toyota đi mấy em. Toyota không chơi xe điện nha. Xong rồi Toyota thả thả bả. Nói thôi giờ tới già rồi, tới về hưu nha, để cho con cháu nó phát triển xe điện. Ông nói xong câu đó, phóng viên mới cắt cái máy quay ông cười. Ông đi chơi xe hybrid. Tại sao? Tại vì xe điện nó bị dính vô nghịch lý này. Nếu mà không có pin thì nó không là xe điện nữa. Nó phải có một cái technology nào để cho làm pin nhỏ hơn, chạy nhiều hơn. Nó sạc đỡ tốn điện hơn. Và nó phải có phương án xử lý cục pin sau khi hết pin nữa, hiểu chưa? Chứ giờ ví dụ như á, em mua chiếc xe điện mà cục pin nó cho chừng 5 tuổi đi nó ngủm của tỏi rồi, thì cục pin ngủm của tỏi thì mày bán cái xe luôn chứ cái xe đó để làm gì nữa. Tại vì các em chưa tới cái giai đoạn đó. Cục pin hư mấy em làm thế nào? Thì mua pin khác hết nửa giá bả xe rồi, có gắn vô xe cũ không? Chưa kể nói tới những cái chuyện bất tiện sạc này sạc nọ giành lộn quýnh lộn, nó giống như chơi võ lâm vậy em á. Nhiều khi thấy cục vàng nhỏ xíu mày lụm lụm tao lụm lụm nó không quan trọng, mà tao hồi đi 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 mà đi 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 đi, đi cày tiền á là bật KS lên là quất thôi giống vậy chân chọi đó. Thì em có thấy bao nhiêu cái vụ mà xe điện quýnh lộn chưa? Quýnh lộn mà thấy bản chất là con không có người nào luôn á, nói chuyện cực kỳ tục tiểu và hành động cực kỳ lung manh. Cái chuyện đó nó hiếm xảy ra cây xăng. Ở cây xăng lâu lâu cũng có cự thiệt, anh đổ xăng Mỹ kia cự anh rồi, mà tao đúng tao đâu sợ đâu, mày láo kệ mày chứ, thì nó cũng cự một câu rồi đi thôi chứ làm gì nhau. Xe hydro nó đắt lắm anh, nó đắt là tại bây giờ nó đắt. Mấy này nói chuyện mày phải nhìn tới tương lai chứ. Sau này á, mỗi cây xăng đều có cái trạm hydro mà tính sao? Cái gì đó là cung cầu thôi. Khi sau này xe hydro nó phát triển mạnh, thì em cứ để cho Âu nó làm đi. Châu đang làm xe hydro đó. Châu Âu nó đang làm xe hydro và Nhật Bản đang làm xe hybrid. Trung Quốc đang đấu xe điện. Ok, có ba bên nào win. Còn bây giờ thực trạng đang xảy ra là bên Trung Quốc dư rất nhiều xe điện, bán không được. Mà xe thì nó có đắt, đúng chưa? Thì câu chuyện này xe nó sẽ bán cho ai? Chưa kể có một công ty bên Trung Quốc làm cái nhôm cái thép gì đó, bị thằng Mỹ nó kiện bản quyền luôn. Nó ê, xài bản quyền tao không che mày. Tên là gì ta gì Bao Tiêu. Ở tên mắc cười lắm em. Bao Tiêu. Mới đầu tưởng nó Bảo Tiêu không à. Công nghệ hydro vẫn phải dùng điện, nó dùng điện hay không dùng điện kệ mẹ nó, miễn nó có cục pin là được. Người ta đang né cái vấn đề cục pin, điện không có tội, chỉ có cục pin là nó có tội thôi. Mà tới hồi á, một thằng á nó nằm trong xe xăng á, lỡ xe cháy chưa chắc nó chết nha. Còn cái xe kia mà cháy một cái trời cứu. Coi coi nó cháy chưa? Hãy coi nó cháy đi rồi nói chuyện nha. Đó, cái cục pin nhỏ xíu nằm trong cái điện thoại cơ bắp của bạn thôi. Nó nổ một cái thôi đi bằng nguyên bằng tay rồi đó. Còn cục pin kia nó bự chắc tôi khiêng cũng không nổi đâu bạn. Thật sự mình không biết xe điện pin nó bự cỡ nào mà tôi nghĩ chắc bự lắm, tôi khiêng không nổi đâu. Thì lỡ mà nó có chuyện gì thì có ai trong đó còn sống không? Xe Singapore chạy xe hybrid chắc gần 8% kiếm chỗ EV car chắc cũng khó, sao mày biết? Không còn yêu có nên dành con cái không anh? Ủa làm sao? Ủa vợ chồng ly dị á là mày tính như nhỏ đó, còn con mày là khác, đối tượng khác mà.
Mày yêu vợ mày không là chuyện khác, còn mày có yêu con mày không mới hỏi gì chứ. Chứ dành con mục đích gì vậy? Dành con để làm gì? Có yêu con không? Bạn em du học sinh ở bển xong bị xong về qua lại bị hải quan bắt vô phòng, đưa thẻ sinh viên ra cho tất cả các bạn không chịu. Bạn em set up, kêu bạn em set up xong bắt bạn em ngồi 6 tiếng xác minh luôn anh. Thì đúng rồi, mấy nhỏ mày chưa có đi, lý do gì đi về? Đi du học xong rồi đi về, lý do gì đi về? Nó phải có lý do. Trời ơi mẹ, tao nói trong mấy đứa đi du học đi chua nhất. Cái du học là cái dễ chết nhất. Nên cái du học không kỹ là cái như toan. Tại du học là gì? Cái visa du học của em là visa ở lâu. Mà visa có nguy cơ là ở lậu. Mày kêu người ta dễ với mày. Trời ơi, thằng bạn, con bạn mày gà. Tại vì quen túng thằng như mày gà. Đưa tao tư vấn cho. Mấy cái này em rầm một cây luôn. Anh đã cảnh báo với em nhiều lần rồi. Cái visa du học đừng có dở. Đi về sợ xin giấy của nhà trường nữa đó bố. Chứ phải đùa. Dạ, vậy nhớ thăm ghệ trường confirm cho mấy em cái. Còn không mà viết kêu bà cô confirm cái cũng được. Trường lớn quá nó confirm cô thân mà. Cô confirm em cái cô. Dạng thăm ghệ con thôi, hứa qua lại đàng hoàng, đúng giờ đúng giấc, không chảy bài. Kiểu nó về rồi xong travel qua, nó đưa thẻ sinh viên chứng minh đã từng du học và qua chính đáng phải làm girl. Nói tiếng Anh như sấm. Ủa thì ôi vậy mày chứng minh cũng được luôn. Thứ nhất, nếu mà vậy chứng minh cái chuyện mày đi học, cái chuyện mày làm gái không liên quan. Đúng không? Rất nhiều người đi học và làm gái, ok, thôi cãi. Đừng nói Singapore, đi du học Mỹ làm gái còn có kìa. Mà không phải là ít mà là nhiều luôn, ok, rồi cãi không? Thì cái chuyện bây giờ á, người ta chất vấn vô em là cái chuyện làm gái. Thì phải chứng minh rằng, à, mình không làm gái. Chứ mày chứng minh mà đưa cái thẻ ra, gặp tao tao quất mày luôn. Người ta đang chất vấn mình làm gái thì phải giải thích mình phải bằng cái nào đó. Chứ mình, tôi không thể làm gái. Chứ không thể, dạ em có thẻ thiên nhiên. Mày có thẻ thiên nhiên giá mày cao hơn xíu thôi chứ cái gì. Giáo viên bây giờ ép học sinh lắm anh. Đi học kèm thì mới nâng đỡ và giúp đỡ, còn không thì bỏ xó. Một vài người thấy em nói vậy, những giáo viên chân chính người ta buồn, hiểu không? Nghề giáo nó cũng bạc lắm em. Nhìn cho đúng không? Em nhìn thấy phần đó thôi chứ phần khác khổ. Lương ba cọc ba đồng. Ban ngày đi dạy học buổi tối bao dịch lộn có xong có. Lương giáo viên năm cũ phải ráng bào đúng không anh? Bộ muốn bào là bào hả mày? Mà sao giáo viên là ngụ định tương lai mà lương ít vậy? Nghịch lý. Giáo viên em thấy nó có những nghịch lý sau đây. Thứ nhất, cái quyền tự do của giáo viên ít quá. Chấm điểm là phải theo ba rem mấy em. Chấm điểm theo ba rem thì nó không thể được cái gọi là cái tình cảm giữa thầy với trò. Nó không thể hiện được cái gọi là giáo viên phát hiện được viên ngọc quý. Mình mài dũa. Điểm chuẩn thi giáo viên cũng thấp nữa. Giờ cứ lấy một kỹ sư tương đương với một điểm giáo viên đi. Rồi cái nữa là gì? Lương thấp nữa rồi đó. Giáo viên dạy nhiều quá. Áp lực. Lớp 50 đứa nữa. 50 đứa chắc phải dạy cả kỳ mới nhớ tên. Nhiều vấn đề không? Mà để cải cách những vấn đề đó. Và thêm một phần nữa là cái bộ khung á. Cái bộ sách giáo khoa đó. Nó cũng có vấn đề nó luôn. Sách giáo khoa đổi chóng mặt luôn. Đổi chịu không nổi luôn. Anh Duy ơi, sinh viên mới ra trường, nhà tuyển dụng đòi kinh nghiệm. Có nghịch lý không anh? Không, không nghịch lý. Sinh viên mới ra trường thì đi làm kiếm kinh nghiệm trước. Cho mà đòi vô shop ngon không à. Đó mà là nghịch lý. Hôm qua bà Nikki tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Bà nói sẽ vận động cử tri vote for him also. Tào lao. Câu đầu thì có, câu sau không có nha cô. Đừng có tung tin xuyên tạc về chị đại của anh à. Nếu ông Trump win thì bà Haley lại làm phó tổng thống của anh. Đâu biết. Đâu có liên minh đâu em. Chừng nào đứng vô liên minh mới có đó chứ. Kinh tế Mỹ lên thì mừng lắm luôn đấy. Chứ Mỹ suy thoái đó Việt Nam khóc. Trời ơi. Thí dụ như kinh tế Mỹ nó lên, đó là chuyện của nó. Nhưng mà nó tăng lãi suất Việt Nam ảnh hưởng má. Nó tăng lãi suất. Tức là cái lãi suất của Fed đó bên Mỹ đang neo cao. Nó làm cho Việt Nam cũng ná thở. Nói chung lãi suất mà nó thấp thì dễ thở, lãi suất cao khó thở. Nga cây vụ dầu với Na Uy nên đòi trả đũa anh không? Bữa nay bên Na Uy cấm Nga mà, cấm không cho dân Nga qua du lịch luôn. Bên Na Uy dân Bắc Âu tụi em còn thèm qua đó làm anh mức sống cao. Anh sắp đi Na Uy rồi mấy em. Bây giờ bên Na Uy chơi gì chó ngầu mấy em. Nói chung là ở bên Na Uy có cái điểm nào mà mình đến đó là mình phải ghé. Không ghé là uổng chuyến đi thì giới thiệu nha. Đừng có giới thiệu mấy cái bar, mấy cái club sầm sàm. Nếu Nhật được tự do thì giờ có bem lại TV không anh? Không có khùng, bem chi? Thế giới và hòa bình mà đụng tao quýnh mày thôi chứ bà em gì. Xong em suy nghĩ về cái gọi là gì quân sự đơn giản nha. Chứ thích mẹ đi bem này bem nọ không biết ngộ ghê á. Giáo viên nào dạy tụi nó ra nguy hiểm quá mấy bạn ơi. Người sống đâu mà ác ngôn. Ác từ trên mạng, ác ở ngoài đời luôn. Chứ hồi tới lúc mà tổ quốc cần á thì hơn thằng nào trên đăng cái cụ tủn cầm súng chạy hết. Bản thân em thấy TQ là một đất nước rất đẹp và giàu mạnh. Chẳng qua chính quyền họ xấu nên mang tiếng thằng khùng. Ủa đó, đẹp thì khoan bàn, giàu còn mạnh nữa hả? Ủa mà giàu mạnh, bách niên quốc sĩ chưa gỡ được cú nào. Chừng nào mày gỡ được bách niên quốc sĩ thì mày nói mày mạnh tao chịu.
đúng chưa? Cái nhất, cái thứ hai, nó giàu đúng không? Đi cây dắt như quỷ giàu cái gì? Giàu hồi giàu thì không có đi qua Việt Nam tour không đồng một ghế, đúng không? Giàu thì phải đi qua Việt Nam tour 1 triệu đồng một ngày, tích tối thiểu là vậy, không có đi tour không đồng. Rồi vậy theo bạn tình hình Ukraine giờ sao? Tức là góc nhìn của bạn giờ thế cuộc giờ sao? Theo bạn là Ukraine thì cái bước tiếp theo là gì? Chứ giờ đã ngâm ngâm mà xong, hình như là ông tổng thống kia cũng hết nhiệm kỳ nữa rồi đó. Hình như bên nào thấy cũng thay máu bằng ha. Ukraine cũng đang thay máu. Chiến tranh tiêu hao hả? Chiến tranh tiêu hao cũng được. Cũng là một cách. Tối ngày ra cứ lụm máy bay, lụm sân bay, lụm kho dầu đồ này nọ kia không có thốn chứ bộ. Theo em, Mỹ và NATO không muốn Nga với Ukraine không bên nào thắng. Không, thật ra thì Mỹ cũng muốn Ukraine thắng đó. Nhưng mà tại Ukraine chưa thắng thôi. Chứ bảo đảm bây giờ mà Ukraine thắng một cái á, là ông Trump bít cửa. Làm sao thắng Nga được, đúng. Ukraine thắng Nga rất khó. Thì kế thứ hai chuyển qua kéo Nga cùng thua. Hiểu được cái này mới là cao cờ nè. Mình là thế yếu, xanh chín không nổi thì kéo cùng thua. Kéo cùng thua đã là thắng. Nhưng mà cái lợi của Ukraine bây giờ có nha. Ukraine đi xuất khẩu lao động của EU được, làm ăn kiếm tiền đổi đời xin quốc tịch. Điều đó Nga nô. Nga nô là Nga không làm được nha. Nói chung á, Ukraine chưa có bị block cái đường ngoại giao các bạn. Cùng lắm bom đạn trên quê hương thì đó chịu thôi, không cách nào khác, nhưng mà chưa bị block cái đường ngoại giao. Tổng thống Putin rất thông minh phải không anh? Yes. Nghịch lý là Iran tuyên bố quốc tang 10 ngày mà không hoặc hạn chế dân đổ lỗi, chỉ toàn là thấy tích tặc phát biểu giùm. Tặc dữ lắm. Tòa án online đó, ông Zelensky chuẩn bị viếng đám tang ông tổng thống Iran rồi anh. Cái này bị khùng quá mày ơi. Cái chung phe đâu mà đi mày, nó giết mà xiên xỏ không đúng, có liên quan gì với nhau mà đi. Tự nhiên bên Iran đem UAV cho Nga quýnh vô đầu người dân Ukraine, giờ kêu đi viếng đám tang. Còn anh biết mày khỉ đồng chí Sáu, nhưng mà nó không liên quan. Tại vì cái vụ đồng chí Sáu là chung phe với tưởng như thật, hiểu không? Còn cái này đâu có liên quan đâu. Em nói khịa mà, mày khịa vô duyên chứ khịa cái gì? Khịa phải đúng. Thí dụ như bên Mỹ có ông nào á, thí dụ nói giờ ông Zelensky qua thăm thì còn có lý. Hoặc bên châu Âu có ông nào á nói qua thăm. Đặt anh thế buộc phải thắng hay ít ra phần tôi quyết định. Hiện tại có kế gì cho Nga? Không, anh không kế gì trơn nha. Anh là người phản đối chiến tranh, anh không có kế gì trơn nha. Nếu cho anh làm lại anh không chiến tranh, thế thôi. Anh núp lùm chờ thời, nín thở qua sông, hợp tác với châu Âu hút hết tinh lực của nó. Để cho sau này Trung Quốc không leo đầu lên cổ anh ngồi được. Đó là cái thế trăm năm. Giống như tôi là Hamas vậy nữa. Tôi không rảnh đâu, tôi kéo quân qua nước người ta đi thảm sát người dân. Nếu tôi là Hamas, biết tôi làm gì không? Vẫn control Israel, quyền lực bằng ủa lộn xin lỗi, vẫn control Palestine. Đúng không? Mẹ quyền lực cũng gì bỏ. Đó, hợp lý không? Là con người thì phải tham sân si. Đúng không? Chọn làm Hamas thì quyền lực không bỏ. Vận động Liên Hiệp Quốc, hòa bình với Israel, công nhận nhà nước Palestine, làm cho dân giàu nước mạnh. Ít ra bằng được phân nửa Israel. Lúc đó láo tính sao? Giờ nghèo quá láo lỗ. Liệu Asian của mình có liên minh được như EU không anh? Không. EU cái tầm nó cao rồi nó mới liên minh được. Hiểu không? Tức là cái tầm xã hội nó cao rồi. Con người phải biết vượt qua mấy cái sinh si sầm rùi rồi. Chứ không phải giờ giành nhau một chén mắm. Mẹ vô trong nồi lẩu còn giành nhau một múc. Thì mình liên minh cái gì? Khi nào em giàu tới cái độ á, tháng này đói quá hả? Ai order, hey boy, I want order more for him. Rồi it's on me. Vậy nó mới liên minh được. Vậy mà hồi Asian manh nha ra liên minh, mẹ nói là một chuyện, làm được không là chuyện khác chứ. Còn bây giờ trong vụ Biển Đông kìa, nước nào dính kệ mẹ tao liên quan. Thí dụ như trong Biển Đông á, thì dính có vài nước à. Còn mấy nước kia nó không dính, nó bàng quan, nó kệ bà. Thôi thân lắm. Bởi vì nó thôi, cái khối flex anh còn chả tin. Ai tin anh không tin. Thế ở đây bao nhiêu bạn mà ngồi cái tầm nhìn phân tích chiến lược mà em nghĩ cái khối Fritz làm được cơ đồ không? Ukraine vẫn còn cầm cự tới giờ này vẫn còn tốt, vãi cầm cự. Em thấy là Ukraine bây giờ á, ngày trước nó làm sao đụng tới cái cream là pum pum, giờ đụng mấy lần rồi mấy em? Ê, đụng tới cái cầu là pum pum, mày đụng tới lãnh thổ tao là pum pum, mà giờ có không? Nghe đâu lạc cho cả ngàn km luôn. Thì cái điểm đó sao mấy em phân tích? Đánh lộn mà. Mày đấm tao một cái tao đạp mày một cái à. Vậy thì ai cầm cự? Nếu mà dũng chữ cầm cự phải cả hai cầm cự. Còn nếu mà bạn có thể KO người ta là không tới 2 năm đâu bạn. Do you know KO? Thật ra cho dù có khả năng Nga cũng không dám KO Ukraine.
Vì như vậy Mỹ sẽ không còn mặt mũi nào, Nga không muốn xung đột xa hơn nữa với Mỹ và EU đã quá nát rồi. Ngược lại Mỹ cũng không dám hỗ trợ hết mình để UK win vì không thể ép một cường quốc hạt nhân vào đường cùng. Chắc chắn 100% cuộc chiến này sẽ kết thúc bằng thỏa thuận mà cả Nga và Mỹ đều còn sĩ diện. Nói chuyện gì cũng được đó. Nói chung thì cái đó là quan điểm của bạn, cũng đúng, có cái đúng, nhưng mà có những cái không rõ ràng thì tao ok. That's why I want American passport, like work, but that's too difficult. Mr. Watson, do you want to marry me? Hungary, gì? Hungary and Turkey. Turkey nắm cái eo đó đuổi cũng hơi căng không? Nhịn nó đi. Không, Hungary thì tiễn được. Hungary thì tiễn được, Thổ không tiễn được chứ các bạn. Thổ tiễn Thổ là giỡn. Nói chung mà khi mà cụ Ottoman, cụ Băng Hà đó, cụ để lại cái wheel cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng hơi đẹp. Cái đó là tôi đang sẵn sàng đàm phán, nhưng đất phải thuộc về Nga. Sao được? Cái chuyện nó không bao giờ chịu đó. Cái vấn đề là gì? Nga muốn lấy đất đúng không? Thì cái vấn đề đàm phán làm sao Ukraine đàm phán được? Không cách nào. Đàm phán gì có tội dân tộc, không ai dám á. Tôi không nghĩ đàm phán, trừ khi chả còn thế gì để đàm phán. Lúc đó đất nước bên chành rồi, đúng không? Nga kiểm soát hết rồi, còn chính còn cái government của cái ông Zelensky thì lúc đó chỉ còn cái bóng thôi, thì may ra ok đàm phán thôi. Đuổi Hy Lạp đi anh, Hy Lạp tội gì đuổi mày? Hy Lạp người ta nắm cái địa Trung Hải, mày đuổi cứu mình cái chết giờ thằng này. Hy Lạp nè, với Ý nè, là nắm cái địa Trung Hải, đúng không? Mà địa Trung Hải là gì? Địa Trung Hải là bên Israel có chuyện gì là qua cứu liền trong vòng 60 phút đi bằng tàu ngầm siêu thanh. Trời, vị trí chiến lược ta chạy đuổi không nổi. Mỹ, Nga, Trung thế như ba quốc, thế như tam quốc, mà Mỹ như là tàu, Nga, Trung chỉ là bắt tay phòng thủ thôi, không có cửa tấn công và cũng không phải là bạn. Thục Ngô chưa bao giờ là bạn. Lấy đất của nhau nữa bạn gì? Có lấy đất của nhau không? Rồi canh lúc bạn có biến mua dầu giá rẻ thân lắm, đúng không? Rồi canh bạn đang bị block á, đẩy đồ qua bán quá trời ở đất bển.